Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm các bạn làm một cái lò xo như thế này nha. Đầu tiên tụi mình gần 6 tờ giấy. Tiếp theo tụi mình gần băng keo hai mặt để dán lại nha các bạn. Rồi mình dùng băng keo mình dán lại. Các bạn có thể dùng thô được, ở băng keo hai mặt là được nha các bạn. Bây giờ mình có một ít dán vào chỗ này, sau đó mình sẽ bóc ra. Tiếp theo mình lấy một tờ giấy, mình lật vô đây, mình móc lên trên, móc qua đây. Và tụi mình sẽ còn một tờ giấy nữa, mình dùng băng keo hai mặt mình dán. Bây giờ mình dán lên đây, mình nối ba lấy mình một dài vào nhau. Xuống.